Books, sách dành cho doanh nhân. Khát vọng nâng tầm tri thức. Nỗi sợ cơ bản thứ ba là nỗi sợ bị phê phán. Lý giải việc tại sao con người hình thành nỗi sợ này có lẽ rất khó, nếu như không muốn nói là không thể. Nhưng có một điều chắc chắn, nỗi sợ này được phát triển một cách tự phát trong mỗi con người. Một số người tin rằng nỗi sợ hãi này xuất hiện trong tâm trí của con người cùng thời gian mà chính trị ra đời. Nhiều người khác thì tin rằng nguồn gốc của nỗi sợ này không cần phải truy tìm xa hơn cuộc họp đầu tiên của một tổ chức phụ nữ được gọi là Hội Phụ Nữ. Vẫn có những trường phái hài hước khác buộc tội nguồn gốc liên quan tới nội dung của Kinh Thánh với những trang phê phán đầy bạo lực. Nếu nhận định này là chính xác và tất cả những gì tìm thấy trong Kinh Thánh không bị nhầm lẫn, thì Thiên Chúa phải chịu trách nhiệm cho nỗi sợ bị phê phán vốn có của con người. Bởi Thiên Chúa là nguyên nhân khiến cho Kinh Thánh được viết ra. Tác giả của cuốn sách này không phải là một người hài hước hay nhà tiên tri, mà chỉ là một người làm việc bình thường, có khuynh hướng gán nỗi sợ bị phê phán cho bản chất kế thừa của con người, thứ mà không chỉ lấy đi của cải vật chất từ những người đồng hương mà còn biện minh cho hành động của mình bằng việc phê phán tính cách của đồng loại. Nỗi sợ phê phán diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, phần lớn trong số đó là do bản chất nhỏ mọn và tầm thường, thậm chí còn trẻ con đến mức cùng cực. Chẳng hạn, những người đàn ông bị hói không vì lý do nào khác ngoài nỗi sợ bị phê phán. Đầu họ trở nên hói bởi sự bảo vệ của những chiếc mũ với dải băng thắt chặt ngăn chặn sự lưu thông của chân tóc. Họ đội mũ không phải bởi họ cảm thấy thoải mái, mà chủ yếu là vì mọi người đều đội mũ, cho nên nếu không làm như vậy, những người khác sẽ chê cười họ. Phụ nữ hiếm khi bị hói đầu hay thậm chí bị thưa tóc bởi vì họ đội mũ lòng với mục đích duy nhất là vì lý do hợp thời trang. Tuy nhiên, phụ nữ cũng không thể tránh khỏi nỗi sợ bị phê phán liên quan đến mũ. Nếu bất cứ người phụ nữ nào tuyên bố là họ can đảm hơn đàn ông về nỗi sợ này, hãy yêu cầu cô ấy đội một chiếc mũ đã lỗi mốt bước xuống phố. Trong mỗi linh hồn đã được ký gửi hạt giống hứa hẹn một tương lai tuyệt vời, nhưng hạt giống đó sẽ không bao giờ nảy mầm hoặc không được phát triển trừ khi được tác động bởi những hành động hữu ích. Những công ty thiết kế thời trang đã không chậm trễ trong việc tận dụng nỗi sợ bị phê phán này, điều mà cả nhân loại đều né tránh. Và mỗi mùa, người ta sẽ quan sát những thay đổi về phong cách thời trang qua các bài báo. Vậy ai là người tạo ra phong cách? Chắc chắn không phải là người mua quần áo, mà là nhà thiết kế. Tại sao một người lại thay đổi phong cách thường xuyên như vậy? Rõ ràng sự thay đổi này khiến cho nhà sản xuất có thể bán được nhiều quần áo hơn. Vì lý do tương tự, các nhà sản xuất ô tô, với rất ít ngoại lệ, thay đổi thiết kế sản phẩm mỗi mùa. Các công ty thiết kế thời trang hiểu được rằng con người rất ngại mặc những bộ quần áo lỗi mốt khác với những gì mà mọi người đang mặc bây giờ. Điều này không đúng sao? Không phải chính kinh nghiệm của bạn cũng đang chứng minh cho điều đó sao? Chúng ta đã phân tích cách cư xử của mọi người dưới ảnh hưởng của nỗi sợ bị phê phán khi áp dụng vào những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Bây giờ, chúng ta cùng kiểm chứng hành vi của con người với nỗi sợ này trong mối liên quan đến các vấn đề quan trọng hơn, như việc giao tiếp của con người chẳng hạn. Ví dụ như, thực tế là bất kỳ người nào đã đến tuổi trưởng thành về tinh thần, trung bình từ 35 đến 45 tuổi, và nếu bạn có thể đọc được suy nghĩ của người đó, bạn sẽ thấy trong não bộ của họ có những ý nghĩ, nghi hoặc và ý kiến trái chiều với những câu chuyện hoang đường được giáo dục bởi đa số những nhà truyền giáo. Mạnh mẽ và phi thường là biểu hiện của nỗi sợ bị phê phán. Có thời điểm cách đây không lâu, từ không có tín ngưỡng có nghĩa là hủy hoại bất cứ ai nó tác động đến. Do đó, người ta thấy nỗi sợ bị phê phán của con người tồn tại không phải là không có nguyên nhân. Nỗi sợ cơ bản thứ tư là nỗi sợ đánh mất người mình yêu thương. Rõ ràng là nguồn gốc của nỗi sợ hãi này tuy ít được nói đến, bắt nguồn từ nhu cầu của con người khi muốn sở hữu người bạn đời của người khác, hoặc ít nhất là để có được tự do với cô ấy hoặc anh ấy, mà không biết đến Chúa hay người chồng hoặc người vợ hợp pháp của cô ấy hoặc anh ấy. Về bản chất, tất cả đàn ông đều đa thê,
ngoại trừ những người quá già đến nỗi các chức năng tình dục không thể hoạt động bình thường, hoặc do một số nguyên nhân khác làm mất khả năng của một số tuyến giáp chịu trách nhiệm trong việc bị thu hút bởi người khác giới. Có một chút nghi ngại rằng sự ghen tuông hay tất cả các dạng thức tương tự khác của chứng mất trí nhớ, chứng điên cuồng, dù nặng hay nhẹ, đã phát sinh từ nỗi sợ hãi có khả năng di truyền về việc đánh mất tình yêu với ai đó. Trong tất cả những trường hợp ngốc nghếch mà tác giả đã nghiên cứu, một người đàn ông ghen tuông với người mình yêu hoặc ngược lại là điều kỳ lạ nhất. May mắn thay, tác giả đã từng trải qua cảm giác này một lần. Và từ kinh nghiệm cá nhân đó, tôi có đủ căn cứ để biện minh rằng nỗi sợ mất tình yêu của ai đó là một trong những nỗi đau, thậm chí là đau khổ nhất trong tất cả 6 nỗi sợ cơ bản. Và có vẻ hợp lý khi nói thêm rằng nỗi sợ này góp phần tàn phá tâm trí con người, khiến con người bị tổn thương nhiều hơn bất kỳ 6 nỗi sợ cơ bản nào khác của nhân loại, có thể dẫn đến những hành động dữ dội và điên rồ hơn. Nỗi sợ cơ bản thứ 5 là nỗi sợ ốm đau, bệnh tật. Ở một mức độ đáng kể, nỗi sợ hãi này có cùng nguồn gốc với nỗi sợ nghèo đói và tuổi già. Nỗi sợ ốm yếu có mối quan hệ chặt chẽ với nỗi sợ nghèo đói và tuổi già, bởi nó đều dẫn con người đến ranh giới của một thế giới khủng khiếp, nơi mà con người chưa từng biết đến, nhưng đã được nghe kể một vài câu chuyện không mấy hay ho. Tác giả vô cùng nghi ngại rằng những người tham gia vào việc kinh doanh các sản phẩm tốt cho sức khỏe có liên quan đáng kể đến việc thúc đẩy nỗi sợ hãi ốm đau, bệnh tật trong tâm trí của con người. Đã từ rất lâu, thế giới đã biết đến nhiều hình thức khác nhau để điều trị và giữ gìn sức khỏe. Nếu một con người mưu sinh bằng việc duy trì sức khỏe tốt cho người khác, thì rõ ràng anh ta sẽ dùng mọi phương pháp để thuyết phục mọi người sử dụng dịch vụ mà anh ta cung cấp. Do vậy, theo thời gian, có thể con người sẽ thừa hưởng nỗi sợ bệnh tật, ốm yếu. Nỗi sợ thứ 6 và cũng là nỗi sợ cuối cùng, đó là nỗi sợ cái chết. Đối với nhiều người, đây là điều tồi tệ nhất trong tất cả 6 nỗi sợ cơ bản. Tất nhiên bao gồm cả những sinh viên theo học ngành tâm lý. Những sản vật khủng khiếp về nỗi sợ liên quan đến cái chết có thể bắt nguồn từ sự cuồng tín tôn giáo. Đây được coi là nguyên nhân chủ yếu chịu trách nhiệm cho nỗi sợ này, nhiều hơn tất cả các nguyên nhân khác gộp lại. Những người được gọi là vô tín ngưỡng không sợ chết nhiều như những người được truyền bá văn minh, đặc biệt là nhóm dân số văn minh đã chịu ảnh hưởng của thần thánh học. Trong hàng trăm triệu năm, con người luôn băn khoăn những câu hỏi chưa từng được giải đáp, và có thể là những câu hỏi không thể trả lời. Khi nào và tại sao? Tôi đến từ đâu và tôi sẽ đi đâu sau khi chết? Dù là người xảo quyệt hay trung thực và đáng tin cậy, ai cũng tham gia vào cuộc đua tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này. Trong thực tế, việc trả lời những câu hỏi này thường dành cho những chuyên gia nghiên cứu, những người dành tâm huyết cả đời đi tìm tòi và nghiên cứu. Bây giờ, hãy theo dõi nguồn gốc chính của nỗi sợ cái chết. Người đứng đầu một giáo phái nói rằng, hãy vào trong lều của tôi, nắm lấy đức tin của tôi, chấp nhận tín ngưỡng của tôi và trả lương cho tôi, và tôi sẽ đưa cho bạn một tấm vé để bạn có thể lên thẳng thiên đàng sau khi bạn chết. Ông ta cũng kèm theo, ra khỏi lều của tôi và bạn sẽ đi thẳng xuống địa ngục, nơi bạn sẽ bị đốt cháy trong cõi vĩnh hằng. Trong khi, trên thực tế, vị giáo chủ này không thể đảm bảo việc lên thiên đàng. Nhưng khi truyền bá như vậy, người ta sẽ nghĩ đến điều không may phải rơi xuống địa ngục sau khi chết. Điều này tạo ra những tưởng tượng khủng khiếp trong tâm trí con người và nỗi sợ hãi về cái chết. Trong thực tế, chẳng ai biết được thực sự thiên đàng hay địa ngục là gì, tồn tại ra sao. Chính sự thiếu hiểu biết đó là lỗ hổng để những giáo phái dễ dàng điều khiển tâm trí của con người với những thủ thuật lừa đảo và gian lận khác nhau. Sự thật, không có bất cứ điều gì phủ nhận được rằng không ai biết được con người đến từ đâu hoặc sẽ đi về đâu sau khi chết. Bất cứ ai phủ nhận điều này thì hoặc là anh ta tự lừa dối chính mình, hoặc là anh ta là một kẻ mạo danh nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ hợp pháp dựa trên niềm tin của người khác. Tuy nhiên, đa số những người đang ngày đêm bán tấm vé lên thiên đàng cho người khác đều thực sự tin rằng họ không chỉ biết thiên đàng tồn tại ở đâu, mà tín ngưỡng và cách thức của họ sẽ dẫn lối an toàn cho tất cả những ai nghe theo họ. Niềm tin này có thể được tóm tắt trong từ tính cả tin. Nhìn chung, các nhà lãnh đạo tôn giáo đưa ra tuyên bố rộng rãi, sâu rộng rằng
nền văn minh hiện tại tồn tại được là nhờ những công việc được thực hiện ở các nhà thờ. Theo quan điểm cá nhân, tác giả sẵn sàng chấp nhận những tuyên bố tôn giáo của họ là chính xác. Đồng thời, tác giả cũng nói thêm rằng, ngay cả khi những tuyên bố này là đúng, các nhà thần học cũng không có quyền khoe khoang. Tuy nhiên, nhìn chung, các nhà lãnh đạo tôn giáo đưa ra tuyên bố rộng rãi, sâu rộng bằng nền văn minh hiện tại tồn tại được là nhờ những công việc được thực hiện ở các nhà thờ. Theo quan điểm cá nhân, tác giả sẵn sàng chấp nhận những tuyên bố tôn giáo của họ là chính xác. Đồng thời, tác giả cũng nói thêm rằng, ngay cả khi những tuyên bố này là đúng, các nhà thần học cũng không có quyền khoe khoang. Tuy nhiên, không đúng khi khẳng định rằng nền văn minh của nhân loại đã phát triển nhờ có sự nỗ lực của nhà thờ và các tổ chức tín ngưỡng, bởi thuật ngữ văn minh có nghĩa là sự khám phá các quy luật tự nhiên và những phát minh mà hiện tại thế giới đang kế thừa. Nếu các nhà thần học muốn tuyên bố rằng một phần của nền văn minh có liên quan đến hành vi của con người đối với đồng loại của mình, thì điều này hoàn toàn được hoan nghênh. Nhưng mặt khác, nếu họ muốn lợi dụng tôn giáo để lấp liếm đi các khám phá khoa học của nhân loại, thì tác giả xin phép được đưa ra những lập luận phản kháng mạnh mẽ. Bạn thật may mắn khi hiểu được sự khác nhau giữa thất bại tạm thời và thất bại hoàn toàn. Bạn càng may mắn hơn khi biết được rằng mầm mống của sự thành công ẩn chứa trong mỗi lần thất bại mà bạn đã trải qua. Hầu như không đủ căn cứ để khẳng định rằng sự di truyền xã hội là phương pháp mà qua đó con người thu thập tất cả kiến thức thông qua năm giác quan. Quan trọng hơn, di truyền xã hội hoạt động như thế nào qua những ứng dụng khác nhau trong cuộc sống. Từ đó nó sẽ giúp cho người đọc có những hiểu biết toàn diện về quy luật đó. Chúng ta hãy bắt đầu với một số động vật bậc thấp hơn và nghiên cứu cách thức mà chúng bị ảnh hưởng bởi luật di truyền xã hội. Ngay sau khi tác giả bắt đầu điều tra các nguồn mà từ đó con người thu thập kiến thức, khoảng 30 năm trước, ông phát hiện ra tổ của một con chim cá mú xù lông. Cái tổ nằm ở vị trí mà tác giả có thể nhìn thấy được như chim mẹ từ một khoảng cách đáng kể khi nó ở trên tổ. Với sự trợ giúp của kính hiển vi, con chim được theo dõi sát sao cho đến khi những con chim non nở ra. Sự quan sát này vẫn diễn ra hàng ngày cho đến một vài giờ sau khi những con chim non chui ra khỏi vỏ. Để biết được điều gì sắp diễn ra, tác giả đã tiếp cận tổ chim. Con chim mẹ vẫn ở gần đó cho đến khi tác giả thâm nhập vào phạm vi bán kính khoảng 10 hay 12 bước chân của nó. Nó xù lông, vươn một cánh che chân và lảng vảng đi, giả vờ bị tê liệt. Có phần quen thuộc với những mánh khóe của con chim mẹ, tác giả đã không làm theo nó, mà thay vào đó, tác giả đi đến tổ để quan sát những con chim non. Không có một chút dấu hiệu nào của sự sợ hãi. Những con chim non này hướng mắt về phía ông, di chuyển đầu từ hướng này sang hướng khác. Tác giả cúi xuống và nhặt một trong số chúng lên, không có dấu hiệu sợ hãi. Chú chim đứng yên trong lòng bàn tay của tác giả. Ông đặt con chim trở lại tổ và rời xa một khoảng cách an toàn để con chim mẹ có cơ hội quay trở lại tổ. Rất nhanh sau đó, chim mẹ bắt đầu thận trọng tiến về phía tổ cho đến khi nó chỉ cách tổ một vài bước chân. Nó dang rộng đôi cánh và chạy nhanh hết mức có thể, đồng thời phát ra một loạt âm thanh giống như tiếng gà mái khi nó đã tìm thấy một số thức ăn và muốn chia sẻ với các con của mình. Chim mẹ tập hợp những con chim nhỏ xung quanh. Nó tiếp tục run rẩy, lắc cánh và xù lông một cách cực kỳ dữ dội. Người ta gần như có thể nghe thấy những lời nói của chim mẹ khi nó dạy cho những chú chim nhỏ bài học đầu tiên về tự vệ thông qua quy luật kế thừa xã hội. Các con là những sinh vật nhỏ bé ngốc nghếch. Các con không biết rằng con người là kẻ thù của chúng ta hay sao? Thật xấu hổ vì con đã cho phép người đàn ông đó bế con trên tay. Cũng thật ngạc nhiên khi ông ta không mang con đi và ăn thịt con. Lần sau, khi thấy con người tiến lại gần, hãy làm cho mình trở nên vô hình. Hãy nằm xuống đất, chạy dưới những tán lá, hay đi bất cứ nơi nào để thoát khỏi tầm nhìn và tiếp tục ẩn nấp cho đến khi kẻ thù rời đi. Những con chim nhỏ đứng xung quanh và lắng nghe bài giảng với sự thích thú mãnh liệt. Sau khi chim mẹ im lặng, tác giả lại bắt đầu tiếp cận tổ. Trong vòng khoảng 20 bước chân, để bảo vệ gia đình mình, thì con chim mẹ lại bắt đầu đánh lạc hướng tác giả bằng cách vỗ cánh của mình và đi loạn choạng như thể nó đang bị què. Ông nhìn vào tổ với ánh mắt vô vọng, không thể tìm thấy bất cứ con chim non nào.
chúng đã áp dụng rất nhanh bài học lẩn tránh kẻ thù nhờ vào bản năng tự nhiên của chúng. Một lần nữa, tác giả rút lui, chờ đợi cho đến khi chim mẹ tập hợp đầy đủ những chú chim non, sau đó lại tiến đến thăm chúng, nhưng vẫn có kết quả tương tự. Khi anh đến gần nơi anh nhìn thấy con chim mẹ lần cuối cùng, không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất của những con chim non. Khi còn nhỏ, tác giả đã bắt được một con quạ non và mang nó về nuôi như thú cưng. Con chim có vẻ khá hài lòng với môi trường xung quanh và học cách thực hiện nhiều thủ thuật đòi hỏi trí thông minh đáng kể. Sau khi con chim đủ lớn để bay, nó được phép bay đi bất cứ nơi nào nó muốn. Đôi khi nó sẽ biến mất trong nhiều giờ, nhưng nó luôn trở về nhà trước khi rời tổ. Một ngày nọ, có một số con quạ hoang tham gia vào cuộc chiến với một con cú trên cánh đồng gần nhà, nơi con quạ của nhà tôi sinh sống. Ngay khi con quạ nhà nghe thấy tiếng quác quác của đồng loại mình là loài quạ hoang, nó bay lên trên nóc nhà và có dấu hiệu bị kích động, bay từ đầu này sang đầu kia. Cuối cùng, nó chắp cánh và bay theo hướng trận chiến. Tác giả liền theo dõi thêm những gì sẽ xảy ra. Trong vài phút, tôi đến chỗ con quạ nhà. Nó đang đậu trên cành cây thấp, và hai con quạ hoang đang đậu trên cành cây ngay phía trên, trò chuyện và đi đi lại lại. Hành động giống như cách mà cha mẹ đang tức giận cư xử với con cái khi muốn trừng phạt chúng. Khi tác giả đến gần, hai con quạ hoang đã bay đi, một con lượn lờ quanh gốc cây vài lần. Trong lúc đó, nó phát ra tiếng kêu như ngôn ngữ riêng của loài quạ, mà không nghi ngờ gì nhắm vào con quạ nhà, người họ hàng ngốc nghếch của nó. Con vật không có lý do gì để bay lên, trong khi bay là điều cần thiết đối với loài quạ. Tác giả đã gọi con quạ nhà, nhưng nó không để ý. Tối hôm đó, nó vẫn trở về nhà, nhưng không tiến vào gần ngôi nhà. Nó ngồi trên một cành cây táo cao và nói chuyện bằng tiếng quạ trong khoảng 10 phút. Nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã quyết định quay trở lại cuộc sống hoang dã với những người bạn của nó. Sau đó, nó bay đi suốt 2 ngày sau đó. Khi quay trở lại, nó dường như nói chuyện nhiều hơn bằng ngôn ngữ của loài quạ, trong khi vẫn giữ khoảng cách an toàn. Cuối cùng nó bay đi và không bao giờ quay trở lại nữa.